Đại boss đòi ra điều kiện khi bị con sen nhờ đóng cửa theo đó. Quên đóng cửa phòng, xong giờ đang bật điều hòa để nhờ con này nó ra nó đóng cửa. Lười quá. Chấp ơi, đóng cửa hộ cái. Dậy đóng cửa. Dậy, dậy đóng cửa đi. Nhanh, nhờ tí, ra đóng cửa đi. Đóng cửa đi. Đâu rồi? Sen và Boss đang nằm mát hưởng gió điều hòa thì bỗng phát hiện ra cửa còn đang hé mở. Tính lời nổi lên nên Sen đành sai cục vàng bốn chân của mình đi đóng cửa giùm. Vừa nghe Sen nhờ vả, thanh niên mới đầu vẫn còn lưỡng lự nhưng sau đó đi thẳng ra khỏi phòng. Tưởng là bỏ đi luôn, ai ngờ Boss ra lại quay vào, miệng còn ngậm một hộp kẹo. Hóa ra là giờ lại còn đòi thưởng thì mới làm cho cơ. Đúng là cuộc đời không ai cho không ai cái gì. Sau khi thương lượng thành công với Sen. Chopper, đi đâu rồi? Chopper. Má ơi, nhờ nó đóng cửa là nó đưa cái hộp kẹo này vào để nó bắt thưởng cho nó mới đóng hộ đấy. Được rồi, ok. Đi ra đóng cửa đi đã. Ra đóng cửa. Em cún mới bắt đầu lững thững đi ra cửa, nhảy một phát đóng cửa vào rồi ra chỗ Sen nhận thưởng. Một pha xử lý rất cồng kềnh nhưng tự dưng đóng có cái cửa mà được tận 4 viên kẹo liền thì cũng hơi quá hời luôn. Chả biết nó ăn cái gì mà sao lanh thế, còn biết ra cả điều kiện với Sen. Quả này có khi phải giấu sổ đỏ kỹ vào, không thì có ngày mất luôn căn nhà với Boss. Ra đóng cửa đi. Ra đóng cửa. Đóng cửa này. Đi đâu đây? Đóng cửa. Đóng cửa lại. Đóng cửa đi. Ok, lại đây thưởng. Lại đây. Lại đây thưởng. Nói chung là bây giờ không nhờ không nó cái gì được đâu, nhờ cái gì cũng phải phải có điều kiện. Ý, trời ơi, tao nuôi mày mà mày không giúp tao được mà mày mày lại còn đòi hỏi thế hả? Bây giờ mấy viên? 4 viên à? Ok. Các bạn đã xem, nếu thấy hay cho mình xin nút bấm like và đăng ký kênh nhé.